Hello, em xin chào mấy anh chị nha. Hôm nay thì shop thú cưng giá rẻ chuẩn bị giao bé chó Poodle này cho khách của em nè. Bé này thì được khách chốt rồi đây. Bé này thì cực kỳ đáng yêu và dễ thương luôn. Đây là bé Poodle màu đỏ nâu nè, cực kỳ cute, đáng yêu và nhỏ xinh luôn. Bé này là size nhỏ anh chị, cho nên là lớn lên chỉ từ 3kg đến 3,5kg đổ lại thôi nè. Hôm nay thì em đi giao ở vị thủy Hậu Giang đó anh chị, em giao đến tận nơi cho khách của em luôn, hướng dẫn cho khách của em cách tiêm ngừa cho bé nè và cách cho bé ăn uống. Và các anh chị cứ yên tâm nha, các bé bên nhà em á, thì em tập cho ăn hết rồi, bé biết ăn cơm nè, ăn cháo, ăn hạt nè, rất là dễ ăn luôn, cho nên anh chị đừng lo. Và khi mà em giao đến tận nơi thì em hướng dẫn tận tình cho các anh chị luôn. Các bé bên nhà em là tiêm ngừa sổ dung đầy đủ hết nha. Khi mà giao thì em giao kèm sổ sức khỏe nè, tặng kèm vòng đeo cổ cho bé, rất là đáng yêu luôn. Và các anh chị nếu mà yêu thích các bé cúng kiển bên nhà em thì cho em xin một lượt đăng ký kênh nha anh chị. Tại vì bên em là ra video liên tục luôn, cho nên là anh chị đăng ký kênh nè, theo dõi bên em thì thích bé nào chốt bé nấy thì alo bên em nha.